Chào quý vị và các bạn. Bạn đã thấy robot tranh tài đá banh bao giờ chưa? Mục tiêu điểm của bản tin chuyển động số ngày hôm nay sẽ chuyển đến bạn những hình ảnh thú vị này. Điều đặc biệt là những chú robot này được tạo ra bởi các bạn học sinh ở bậc trung học phổ thông. Ra đời từ năm 2013, dự án chơi vui robot học tốt Pascal hướng đến mục tiêu khơi gợi niềm yêu thích sáng tạo trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật ở các em học sinh bậc phổ thông. Và năm nay, phần thi điều khiển robot bằng lập trình Pascal của Sài Gòn Tech đã được đưa vào nội dung thi chính thức của cuộc thi Tin học trẻ do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Nhằm tạo sân chơi bổ ích về tin học cho học sinh khối trung học phổ thông qua các bài học thực tiễn trực quan sinh động, cuộc thi chơi vui robot học tốt Pascal 2015 với hai hình thức thi là sáng tạo đoạn phim điều khiển robot thật và thi đấu kháng trên robot thật bằng các trận cầu mà các cầu thủ là robot do chính các em học sinh lập trình. Cuộc thi S-Robot do Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ Trẻ phối hợp cùng với trường Sài Gòn Tech tổ chức nhằm tạo thêm một cái sân chơi cho các em học sinh cấp 3 mà những em có cái kỹ năng và có những cái kiến thức về công nghệ thông tin và ứng dụng cái công nghệ thông tin đó trong cái việc lập trình điều khiển các cái con robot, thì như vậy để nó kết nối được giữa cái kiến thức cơ bản của các em học thông qua các cái ngôn ngữ lập trình, và để các em có thể là một cách rất là trực quan có thể là điều khiển những cái con robot theo ý mình, thì bằng cái cách thức đó thì nó sẽ tạo ra cho các em một cái cảm giác nó hứng thú hơn, nó sinh động hơn, nó trực quan hơn, để những cái bài học ở trong trường của các em nó được phản ánh một cách rõ nét thông qua những cái sân chơi như thế này. Và bằng cái việc thi đối kháng các cái con robot với nhau thông qua trò chơi là đá banh, thì để cho các em vừa làm học tập nhưng mà vừa là vui chơi, bởi vì nó sẽ kích thích được cái sự hiếu động và cái cộng với cái kiến thức thì nó sẽ tạo ra được một cái sân chơi rất là sôi nổi như là cái quang cảnh của ngày hôm nay. Cuộc thi thu hút 80 đội với gần 350 học sinh đến từ các trường trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây tham gia. Các đội tham gia được cấp 2 con robot để các thí sinh tự lập trình trên robot Lego Mindstorms NXT 2.0 EV3. Viết chương trình điều khiển robot hoạt động tự động sử dụng ngôn ngữ lập trình Pascal, thư viện ST Robot và phần mềm S Robot. Sau đó thi đối kháng bằng hình thức đá banh trong vòng 7 phút cho hai đội thi đấu. Đội nào ghi được nhiều bàn hơn sẽ giành phần thắng. Vòng chung kết diễn ra tại trường Sài Gòn Tech đầu tháng 4 vừa qua. Chơi vui robot học tốt Pascal đã diễn ra 51 trận cầu đối kháng gay cấn trên sân được thiết kế riêng. Có những trận đấu phải thi hiệp vụ để tìm ra đội thắng cuộc. Các robot sử dụng nhiều chiến thuật phối hợp, đá bóng khác nhau như một trận cầu của các cầu thủ thực thụ. Áp dụng các mã lập trình phức tạp như phòng thủ, tấn công, hỗ trợ đội mình, ngăn cản đối phương sút bóng đã tạo nên nhiều pha tranh chấp quyết liệt, thậm chí robot ngã ngửa trên sân. Các camera được gắn phía chân sân sẽ gửi hình ảnh về máy tính và được robot phân tích nhận biết vị trí và di chuyển về hướng quả bóng có gắn cảm biến, sau đó đưa bóng vào khung thành đối phương. Bên cạnh phần thi đá bóng, thi sáng tạo, đoạn phim điều khiển trên robot dành cho những trường chuyên về tin học với nội dung viết chương trình điều khiển robot Lego Mindstorms hoặc sử dụng lập trình Pascal và phần mềm S-Robot tạo đoạn phim ngắn để truyền tải thông điệp hay một câu chuyện tới khán giả. Qua cuộc thi ngày hôm nay thì tụi mình đã có thể làm việc nhóm một cách rất là hiệu quả. Từ một công việc có thể nói là rất là phức tạp, nên rất là đơn giản khi chúng ta có thể cộng tác, làm việc thành một nhóm. Và qua cuộc thi này thì đội của mình đã hiểu hơn về robot cũng như là Pascal. Nó không chỉ là một phần mềm lập trình khô khan như mọi người hay nghĩ, mà nó là còn một sân chơi dành cho đội tuổi học sinh của mình. Kết quả phần thi đối kháng giải nhất đã thuộc về nhóm bạn Nguyễn Đồng Hy, Lâm Đức Long và Lê Phan Thanh Phi Long đến từ trường Trung học phổ thông Hùng Vương, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Vượt qua 25 tác phẩm dự thi, đoạn phim The Amazing Trip của nhóm học sinh trường Trung học phổ thông Trần Phú đã giành giải nhất ở phần thi sáng tạo đoạn phim điều khiển robot. Ra đời từ năm 2013, dự án chơi vui robot học tốt Pascal hướng đến mục tiêu khơi gợi niềm yêu thích sáng tạo trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật ở các em học sinh bậc phổ thông. Cuộc thi S-Robot 2015, các đội được đầu tư tốt nên chất lượng các bài dự thi được cải thiện rất nhiều so với năm 2014.
trong các năm gần đây, phần thi điều khiển robot bằng lập trình Pascal của Saigon Tech đã được đưa vào nội dung thi chính thức của cuộc thi tin học trẻ do thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, trong khi các hãng công nghệ lớn như Samsung, LG đã bắt đầu chuyển nhà máy sản xuất, tập trung đầu tư sang thị trường Việt Nam. Việc nuôi dưỡng khơi dậy niềm đam mê khoa học, công nghệ trong giới trẻ bằng những sân chơi thiết thực bổ ích là thực sự cần thiết. Quý vị và các bạn thân mến, trong khi các hãng công nghệ lớn như Samsung, LG đã bắt đầu chuyển nhà máy sản xuất, tập trung đầu tư sang thị trường Việt Nam, việc nuôi dưỡng khơi dậy niềm đam mê khoa học, công nghệ trong giới trẻ bằng những sân chơi thiết thực bổ ích là thực sự cần thiết. Chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng vào những lớp trẻ của Việt Nam sẽ làm chủ công nghệ trong tương lai. Câu chuyện này kết thúc cũng đã khép lại thời lượng của chương trình ngày hôm nay. Tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong bản tin Chuyển động số 174 sẽ phát vào thứ Ba ngày 14 tháng 4 năm 2015. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.